Lý Khải Ngôn, vũ công bị màn hình LED 600 kg đè trúng người vẫn liệt tứ chi, đã được tháo nẹp cổ. Ngày 28 tháng 7, showbiz Hồng Kông chấn động trước vụ tai nạn sân khấu trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg bất ngờ rơi xuống giữa sân khấu, vụ việc khiến hai vũ công bị thương. Trong đó, Trương Tử Phong bị trầy xước nhẹ, căng cơ, nhưng vũ công Lý Khải Ngôn thương tích nặng vì bị màn hình đè trúng người. Anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Trải qua 3 ca phẫu thuật, tình trạng của Lý Khải Ngôn vẫn không được cải thiện. Các bác sĩ chẩn đoán 95% khả năng anh bị liệt, không thể phục hồi sức khỏe. Theo HK01, cơ quan chức năng Hồng Kông cũng tích cực điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn sân khấu nghiêm trọng. Hàng chục người liên quan đến công tác tổ chức, lắp đặt sân khấu và biểu diễn tại sự kiện của nhóm Mirror được triệu tập thẩm vấn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy màn hình LED bị rơi vì đứt dây cáp. Cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vết phá hoại của con người. Theo Sohu, tối 18 tháng 9, mục sư Lý Thịnh Lâm, cha của Lý Khải Ngôn đăng tải bài viết trên trang cá nhân thông báo bệnh tình của nam vũ công sau 2 tháng tích cực điều trị. Ông Lý cho biết, bác sĩ đã chuyển Lý Khải Ngôn từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU sang khoa ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Phía gia đình thời gian qua cũng kết hợp đưa phương pháp châm cứu bấm huyệt vào phác đồ. Sức khỏe của nam vũ công chuyển từ nặng sang ổn định, song chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Khải Ngôn hiện đã cai máy thở, tình trạng không còn nguy hiểm. Ý chí sinh tồn của con rất cao, luôn nỗ lực từng phút giây. Dù vậy, các bác sĩ cũng tiên liệu khả năng cao tứ chi bị liệt vì khó có kỳ tích xảy ra. Cha của vũ công tiết lộ, hiện bệnh viện đang hội chẩn để đưa ra phương pháp trị liệu thích hợp cho anh trong thời gian tới. Gần 2 tháng nhập viện cấp cứu, Lý Khải Ngôn được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả quan tâm. Họ kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình anh về mặt vật chất lẫn tinh thần. Phía đơn vị tổ chức đêm nhạc cũng lo toàn bộ chi phí điều trị cho Lý Khải Ngôn. Trong khi đó, tỷ phú Lý Trạch Khải ngỏ ý hỗ trợ 10 triệu đô la Hồng Kông, 30 tỷ đồng, song cha của nam vũ công lên tiếng từ chối. Trước khi những người có trách nhiệm được xử lý thích đáng, tất cả những khoản quyên góp này đều là quá sớm, ông nói. Chia sẻ với truyền thông, Lý Trạch Khải cho biết đã ngỏ ý hỗ trợ cho gia đình Lý Khải Ngôn 10 triệu đô la Hồng Kông, gần 30 tỷ đồng, nhằm đảm bảo chi phí sinh hoạt, thuốc men cho anh sau này. Mối quan tâm duy nhất của tôi là làm sao để giúp đỡ được họ tốt nhất. Vấn đề tiền bạc sẽ không thể làm giảm nỗi đau của họ, nhưng tôi hy vọng sẽ giúp ích phần nào trong thời điểm khó khăn này, ông nói. Giới truyền thông cho biết thêm, nam doanh nhân là chủ tịch BCCW, công ty mẹ của Markerville, nhà tổ chức đêm nhạc. Trước đó, phía đơn vị tổ chức này đã phải xin lỗi công khai, hứa lo toàn bộ chi phí điều trị cho Lý Khải Ngôn. Ngày 10 tháng 10, HK01 đưa tin, mục sư Lý Thịnh Lâm cập nhật tình trạng sức khỏe mới nhất của nam vũ công. Ông Lý Thịnh Lâm cho biết, Lý Khải Ngôn đã được tháo nẹp cổ sớm hơn dự kiến 2 tuần. Điều này được người cha mục sư đánh giá là sự giải thoát với Lý Khải Ngôn. Vì đeo nẹp cổ, nam vũ công thường mất ngủ, nhiều đêm thức trắng trong 10 tuần điều trị chấn thương. Khải Ngôn rất hạnh phúc khi lại được nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Trong hơn 2 tháng nằm viện điều trị, tầm mắt con trai tôi chỉ gói gọn trên trần nhà, trông rất tuyệt vọng. Việc tháo nẹp cổ giúp thằng bé có thêm hy vọng. Khải Ngôn đã nói yêu chúng tôi, mục sư Lý Thịnh Lâm cho biết. Về vấn đề ăn uống, Lý Thịnh Lâm chia sẻ, Lý Khải Ngôn đã tự ăn như người bình thường, không cần truyền dinh dưỡng bằng ống. Nam nghệ sĩ có thể ăn được thức ăn mềm như cháo và rau xay nhuyễn. Theo gia đình, trọng tâm của việc điều trị tiếp theo cho Lý Khải Ngôn là loại bỏ khí tụ, phục hồi chức năng hô hấp. Liên quan đến mức độ hồi phục khả năng vận động, ông Lý Thịnh Lâm cho biết, nam vũ công vẫn chưa có tiến triển tốt sau khi áp dụng nhiều phương pháp trị liệu Đông Tây Y. Nam vũ công đã trải qua 3 ca đại phẫu thuật để điều trị các chấn thương. Anh được các bác sĩ phẫu thuật ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ. Dù giữ lại được tính mạng, Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, đánh mất giấc mơ biểu diễn trên sân khấu. Theo cha của Lý Khải Ngôn, do phải chịu đau đớn về thể xác, nam vũ công thường mất ngủ, nhiều đêm thức trắng.